Thưa quý vị, cựu điệp viên người Nga đã bị đầu độc ngay trước cửa nhà tại Anh Quốc. Cơ quan chống khủng bố quốc gia vào ngày thứ Tư 28 tháng 3 loan báo, cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái của ông ta đã bị sát hại bằng chất độc thần kinh vốn được ai đó để trước cửa chính của căn tư gia nơi gia đình ông cư ngụ tại Anh Quốc. Đây là lần đầu tiên một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học được ghi nhận xảy ra ngay trên lãnh thổ Âu Châu kể từ thời đệ nhị thế chiến. Hiện tại, chính quyền London đang cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ ám sát cho con ông Skripal. Nhằm để đáp trả, các cường quốc Tây phương trong vài ngày vừa qua đã trục xuất khoảng 130 nhân viên ngoại giao Nga về lại cố quốc, mặc dù Điện Kremlin vẫn một mực bác bỏ lời cáo buộc này. Loại độc dùng để sát hại ông Skripal có tên là Novichok, xuất phát từ thời Soviet Union. Cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái đã được tìm thấy nằm bất tỉnh trên một băng ghế ở thành phố Salisbury của Anh Quốc vào ngày 4 tháng 3. Hiện tại, họ vẫn đang lâm vào tình trạng nguy kịch, thưa quý vị.